Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Coco Farm Cuộc Sống của Liên. Thì hôm nay Liên sẽ ủ phân. Cây trồng phát triển thì cũng không thể nào mà thiếu phân được. Thì phân ở đây Liên sử dụng đó là phân chuồng và sắc bát thực vật, là tức là cỏ cây trong vườn Liên á, cây cỏ, rồi lá chuối, rồi lá chàm, nói chung là cây cỏ đó. Thì Liên sẽ ủ thành phân compost. Thì mọi người hãy xem cái cách của Liên ủ như thế nào nha. Tại vì có rất nhiều cách, nhưng mà Liên thấy cái cách của Liên á thì là nó đơn giản, nó rất rẻ tiền và nó dễ thực hiện đó. Thì mọi người hãy cùng làm với Liên nha. Ok, mình làm thôi. Giờ là Liên sẽ đóng những cái khung, Liên sẽ làm 4 khung thì để Liên ủ phân. Đó, Liên sẽ ủ phân trong những cái chuồng như vậy, là Liên gọi là cái chuồng này. Phèm lớn mớ cho vào đây à. Phèm rồi như vậy thôi để tìm nè, hiểu không? Chuồng phân của Liên rồi các bạn ơi. Đẹp không? Công nhận lên những đẹp thật đấy. Xuất sắc luôn. Đẹp không? Awesome. Tuyệt vời ông mặt trời. Cái cây chuối hổ nó siêu to. Bá lửa. Liên phải thái nhỏ như vậy này để nó nhanh phân hủy á. Mình càng thái nhỏ thì nó càng phân hủy nhanh. Nó rồi. Tiền không đấy. Vật liệu này rất dễ, không tốn tiền. Đó. Này là Liên cắt được, Liên để ngoài nắng được 5-6 ngày đó, nó khô rồi này. Đó. Con này thì Liên mới cắt cho nên là nó chưa khô được. À, cứ một lớp như vậy nè, xong rồi Liên phải mình phải tưới nước ngó ngó nha. Được chưa? Khỏe không? Ghê chưa? Các bạn thấy kinh khủng không? Đây là ba cái chuồng mà đợt trước dịch hồi tháng 6 gì đó là Liên đóng. Đó, là đây Liên sẽ khoe thành thành quả của Liên. Liên ủ phân compost bằng
bằng cỏ vùi mùn thôi, mà nó ra một kết quả rất là tuyệt vời luôn. Đây, cái này cỏ lên ổ được khoảng gần 5 tháng rồi đấy, gần 5 tháng rồi, 4 tháng mấy, gần 5 tháng rồi. Tiến này, đó. Công lê quay gần cho các bạn coi này, thấy chưa, cỏ nó phân hủy nó ra này, nó chưa có phân hủy hết được á, nó đang trong quá trình. Cỏ này mà muốn thời gian mà để ủ nó phải 1 năm thì nó mới chết được cái hạt cỏ đó. Cái này chưa có trồng được đâu nha các bạn. Cái này mình trồng là mình chết cây liền luôn á. Tại vì nó chưa có phân hủy hết hoàn toàn, nó đang trong quá trình phân hủy nè. Đó, mình trồng là nó sẽ bị bận lở của rễ chết cây này. Đó, rồi hạt cỏ nó còn rất là nhiều nữa. Mình phải ủ thêm khoảng 5 đến 6 tháng nữa thì lúc đó là mình mới xài được đó. Bữa nay liên lạc với tụi nó cái chuồng mới bên kia rồi. Giờ lên cẩu hết tụi nó qua bên kia rồi, tiễn các bạn về nơi ở mới. Đây là chuồng thứ hai của Liên đây. Chuồng này lên ủ sau chuồng này 1 tháng. Chuồng này được khoảng 4 tháng, 3 tháng rưỡi vậy đó. Cái cây cộng sản này, cái cây cầm máu ấy, hồi xưa tụi mình hay nghịch nghịch, xong rồi chơi dại dại, cứ chảy máu là cứ lấy cái lá, xong rồi nhai 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 nhai, đắp vô vết thương là nó cầm máu đó. À, Liên lấy cái cây này vừa lên nhiều lắm, bữa nhiều lắm, Liên chặt xong rồi cắt nhỏ là Liên phơi, Liên trộn với phân gà. Một bao phân gà mới có 3 tháng không? 3 tháng rưỡi, gần 4 tháng mà nó mới phân hủy ở trên đây nè. Chuồng này mới được có 2 tháng à, nó chưa có gì hết đó. Nhưng mà Liên sẽ bới ở dưới cho mọi người xem, ở trên nó chưa có phân hủy nhưng mà Liên sẽ bới đó. Thấy chưa, trời ơi, mọi người thấy chưa, nó nhão như xịt. Đó, này, nó đang rồi, những con bọ này, thấy những con bọ đang phân hủy không? Đó, mới có 2 tháng thôi, chưa xài được đâu. Ở lên 6 cầu hết tụi nó qua bên chuồng mới. Liên sẽ cho 3 cái này nó vô một chuồng luôn. Để chưa, gì giống sô-cô-la không các bạn? Trời, giống sô-cô-la sữa đấy chứ bộ. Nó nâu đen đen. Mỗi tội cái này cây nó ăn chứ mình không ăn. Đây là cái chuồng thứ hai nè. À, đây là cái phần mà Liên mới ủ đây thôi, Liên mới ủ được hơn 2 tháng rưỡi đó. Đó, giờ Liên sẽ cho nó nằm ở lớp cuối cùng. À, cái đống phân mà mình ủ vào lá cộng sản á, với phân gà, giờ mình cho nó vào lớp thứ hai. Đây là cái lớp cuối cùng của mình, là phân compost mình ủ được 5 tháng rồi đó. Thì mình sẽ cho lên lớp trên cùng để nó sẽ nhanh phân hủy trước á, thì mình sẽ xài trước. Cái chuồng thứ ba là Liên sẽ ủ phân chuồng. Do mình ủ phân chuồng thì cái thời gian ủ nó sẽ nhanh hơn. Thì Liên sẽ kết hợp, Liên đang có một cái phương pháp là Liên ủ phân chuồng cho nó nhanh á. Thì Liên sẽ trộn phân chuồng. Ở đây Liên sẽ có phân bò. Đây là phân bò Liên sử dụng là phân bò cỏ nha. À, các bạn đi mua phân bò ấy, mình nên để ý là mình đừng có mua nhầm vô phân bò sữa, phân gà. Và cái này là cái phân compost từ xác bát thực vật mà Liên đủ được 5 tháng rồi. Nó đang hoa này nè. Đấy, nó Liên trộn lại. Rồi Liên trộn thêm cả cái vỏ chuối sáng Liên băm á. Là cái đó là cái green material, đó là vật liệu xanh á. Là nó thúc đẩy nhanh cái quá trình phân hủy này. Rồi Liên sẽ bổ sung cái vi sinh vật ở đây Liên xài á. Đó là cái phân compost mà Liên đã ủ được 1 năm rồi. Phân compost này Liên ủ từ thực vật, từ cỏ dại. Đó, Liên sẽ lấy một ít Liên gọi là Liên bổ sung cái vi sinh vật tự nhiên cho nó để thúc đẩy cái quá trình nó phân hủy. Vi khuẩn và nấm. Đó, Liên sẽ đây, Liên sẽ tải lên. Liên lấy một ít thôi, Liên không có lấy nhiều. Đó, bây giờ là Liên sẽ trộn đều lên. Rồi sau đó là Liên sẽ ủ. Thì trong cái quá trình Liên ủ như thế nào thì Liên sẽ quay cho mọi người và quay cả cái kết quả Liên ủ được cái đống phân chuồng này luôn cho mọi người cùng xem nhé. Rồi giờ Liên bắt tay vô này thôi. Mệt đấy. Wow, cái này giống như đi phu hồ ấy. Đó, giống trộn vữa, trộn xi măng đồ các kiểu á. Bắt đầu cụ đây. Bố mẹ cứ chửi con cái học ngô gì các mày bốc cứt rồi. Giờ đây này, học cao cho lắm các mày bốc cứt. Đây là hình ảnh chứng minh cho câu nói đấy hoàn toàn sai nhé các bạn. Học rất cao này, học cao này. THS đấy. Thạc sĩ đấy. Thì đấy, mà giờ cũng về bốc phân các bạn ạ. Suy ra là học dốt cũng bốc phân mà học cao cũng bốc phân. Thì
Bây giờ cũng 6 giờ tối rồi các bạn này. Trời cũng tối rồi, Liên cũng tranh thủ đi làm cho xong. Sắp xong rồi. Giờ bỏ vào đây xong tốt cho xong. Trước giờ mình không phải mình đâu mà rất nhiều người kiểu như không có biết được về cái kiến thức này á, thì lúc nào cũng nghĩ là phải bón phân chuồng thì cây nó mới tốt, nó mới đủ dinh dưỡng được. Nhưng mà cái đó là mình không có biết, sai lầm. Phân mà ủ từ cỏ cây hoặc rơm hoặc lá cây khô, từ thân cây, gỗ cây mà mình ủ hoai á, là nó làm phân, nó nguồn dinh dưỡng của nó còn nhiều hơn là phân chuồng luôn đấy các bạn. Thì trong cái cỏ á, là cái thành phần cây bằng là carbon á, là nó chiếm tới 25, tỷ lệ 25, trong khi đó nitrogen là nitơ là chỉ có một thôi. Mà mọi người thường kiểu như mình không có biết được, mình chỉ cứ nghĩ là ba cái thành phần chính là nitrogen là nitơ nè, phosphate là phosphor nè, potassium là kali nè, là ba cái nguyên tố đó là ba nguyên tố là chính cho cây trồng nó phát triển. Và ngoài ra còn có vi lượng nữa, nhưng mà mình không có để ý tới cái nguyên tố mà quan trọng cực kỳ cho đất và cho cây trồng, đó là cây bẩn. Thì thành phần cây bẩn nó có nhiều nhất trong thực vật chứ không phải trong động vật. Cho nên là cái phân mà mình ủ từ thực vật không thôi, từ cái cỏ của Liên không với nhau, Liên chỉ ủ bằng cái cỏ mà Liên cắt ở vườn Liên ủ được một năm á, mà Liên trồng á, cái cây nó rất là khỏe và rất là tốt luôn. Mà chính Liên, bản thân Liên, Liên còn rất là ngạc nhiên á, thì tí nữa Liên sẽ khoe cái thành quả đó cho các bạn. Thì Liên chỉ nói hôm nay là cái clip này nó hơi tẻ nhẹ, nó hơi buồn, bởi vì nó mang cái tính chất gọi là lý thuyết nhiều á, kiến thức. Cho nên các bạn đừng có chê và hãy luôn ủng hộ đồng hành cùng với Liên nhé. Liên biết những cái kiến thức gì về nông nghiệp bền vững, permaculture, Liên sẽ chia sẻ với các bạn đó. Các bạn cùng đồng hành cùng với Liên nhé. Rồi, Liên chỉ nói sơ sơ vậy thôi, thì mai mốt Liên sẽ có làm một cái clip, Liên sẽ nói cụ thể hơn về cái vai trò của thằng cây bần, nó quan trọng như thế nào đối với đất, với cây trồng, với sức khỏe của cây trồng, cho sự phát triển của nó. Thì bữa nay Liên chỉ clip này là Liên sẽ chỉ các bạn, hướng dẫn các bạn ủ thôi, ủ phân ủ compost từ thực vật, từ phân chuồng đó. Tại vì cái thời gian mà Liên ủ cái này nè, từ cỏ của Liên nó lâu tới gần 5 lận. Thì trời ơi, 1 năm mình đợi mình sao mình có phân mình bón á. Thì Liên sẽ, về đó là Liên sẽ kết hợp với phân bò. Thành phần phân bò thì tỷ lệ ratio giữa carbon với nitrogen là phân bò là 16:1, 16 carbon và 1 nitrogen. Phân gà nó ít hơn, phân gà nó 12. Phân heo ít lắm, phân heo có 10 thôi. Còn về đạm cá, cá thì 10. Cá là 8 đến 7 carbon và 1 đạm. Đó. Ngoài đạm ra thì trong thành phần của phân thì nó cũng có chứa phosphor nè, kali nè, một số nguyên tố vi lượng như sắt, mangan, canxi, bo. Đó, những nguyên tố vi lượng đó nó cần cho cây. Thì trong cái phân compost mình ủ từ cỏ thôi là nó đã có rồi. Có một cái loại cỏ mà nó sinh khối nó rất là lớn, nó là vetiver. Liên biết cái loại cỏ đó, nhưng mà Liên đi kiếm thì ở cái khu của Liên thì rất là khó kiếm, bởi vì cái khu Liên nó không có đó. Thì không sao, vừa Liên có cái gì Liên tận dụng rẻ mà đâu có mất cái gì đâu, mất tiền xăng để cắt cỏ thôi. Rồi thời gian này kia đó, đó là phân bò, phân heo, phân gà của Liên đây đó. Hôm qua Liên đã cho một ít nước ở phía giữa cái đống này rồi. Xong tí nữa Liên sẽ cho nước ở phía trên, xong rồi Liên tủ bạt kín lại. Rồi một tuần Liên sẽ đảo đống một lần, rồi Liên sẽ kiểm tra cái nhiệt độ với cái ẩm độ bên trong cái đống phân nó có đẹp chưa. Thường là mình phải có một cái đo, cái máy nhỏ nhỏ để đo nhiệt kế, nhiệt độ với ẩm độ, nhưng mà Liên không có thì Liên sẽ tự cảm nhận bằng cái cảm nhận của Liên. Liên cảm thấy nó được là nó được. Rồi, đây, cái này là Liên sẽ tiếp một cực kỳ chín. Đây, đẹp chưa? Các bạn biết cái này là cái gì không? Phân compost chính hiệu 100% Liên ủ từ cỏ vườn Liên thôi đó. Liên ủ từ năm ngoái tới nay, gần 1 năm của Liên. Đó, nó đẻ thật đấy. Mình Liên cũng không ngờ là ủ cái cỏ mà nó lên được như vậy luôn á. Mới lúc mà mình ủ nó đẹp đến cái thời gian của nó rồi đó. Này, nó khô lại nè. Nó rời ra này. Đẻ chưa? Mình nắm cũng được nè. Đó, nó không, cái cấu trúc của nó hay lắm nha, tức là cái thành phần carbon nó quan trọng cho cấu trúc đất lắm. Đó, mình nắm nó cũng được, nó hơi ẩm mình nắm, nhưng mà nó không có chặt như đất sét nha, nó rất là hay luôn. Khi nào Liên sẽ làm một cái clip về thành phần carbon, vai trò của carbon trong đất cho cây trồng nữa.
Cái này là phần của mâm ru nó ỉa ra này, nó đùn lên. Thấy chưa? Rồi, Liên sẽ show cho mọi người cái kết quả mà chỉ cần phân compost này thôi mà cây nó cũng rất là tốt và khỏe mạnh hơn là khi mà mình bón đệm với nitơ. Rồi, mời các bạn đi với Liên. Liên sẽ show cái kết quả của phân compost nha. Đó. Đây này, đây là minh chứng cho việc mà cái phân compost nó tốt như thế nào các bạn. Các bạn thấy cây bí không? Đúng. Cái đám này là đúng một cây bí thôi và Liên không trồng cây bí này nha. Tức là Liên đi mua bí đỏ về nhà, Liên ăn cái Liên quăng hột tùm lum á. Cái vô tình nó vô. Đây không ăn không. Nó rớt vào ngay cái đống compost hồi xưa mà trong cái clip đầu tiên mà bỏ phố về quê mà Liên cho mấy con gà của Liên nó ăn, nó lên đổ mấy con rùa lính đen lên cho nó. Nó ăn á. Đó. Và Liên đã lấy đất ở đây rồi, đất compost để Liên đi trồng cà tím rồi vì nó còn lại một số ít đất compost ở đây thôi đấy mà cái bí đỏ của Liên nó mọc lên à. Đó, Liên để nó mọc luôn, Liên không có tác động gì tới nó hết, Liên không có đụng một cái gì luôn, Liên chỉ tưới nước cho nó rồi mà nó lên ghê chưa. Nó mọc lên một cây mà nó mọc lên, nhìn nó xum xuê lá này, lá to và khỏe chưa. Thấy không, mọi người thấy chưa. Liên cũng rất là bất ngờ về cái kết quả của phân compost này đó. Đây này, ra đây Liên sẽ cho cả nhà xem trái bí đỏ của Liên. Đó, giờ Liên phải bọc cái lạ này, Liên sợ nó bị chết á. Đó, đẻ chưa. Hôm qua Liên mới thụ, hôm kia chứ, Liên mới thụ phấn cho nó rồi. Đó, đẻ chưa nè. Trời ơi. Liên cắt cái ngọn cho nó để nó nuôi cái trái và nó đẻ những cái nhánh kia. À, trước giờ Liên chưa bao giờ Liên trồng cái cây bí này hết, Liên không có biết trồng như thế nào thì Liên cứ để cho nó tự nhiên nó lên vậy thôi đấy. Cây duy nhất ấy mà nè. Đây, Liên có một trái nữa kìa. Thêm một trái thứ hai nữa kìa. Đẻ chưa? Thế đâu? Trời ơi. Đẻ chưa các bạn? Đó. Một cây duy nhất thôi đấy. Mà nó mọc kinh khủng khiếp luôn. Nó phải bọc nó lại thôi chứ không ngồi là nó sẽ bị chết. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Liên cảm ơn tất cả mọi người vì đã yêu thương, đồng hành, ủng hộ kênh Coco Farm Cuộc Sống của Liên. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hy vọng tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ và đón chờ những cái video tiếp theo của Liên. Thì cái video ngày hôm nay là Liên đủ phân. Liên có nói một sơ sơ về cái kiến thức chuyên môn đó, cho nên nó hơi nhạt, nó hơi buồn chán đấy. Nhưng mà Liên cũng hy vọng tất cả mọi người hãy đón nhận những cái cống hiến, những cái gọi là những cái đam mê của Liên về nông nghiệp. Về nông nghiệp sạch, permaculture, nông nghiệp bền vững. Xin chào tất cả các bạn. Chợ nó sắc chưa nào? Quỷ phèm. Liếm liếm gì mà liếm liếm.